Hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với series Dragon Ball FighterZ cùng mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại bắt cặp một lần nữa. Đó chính là team đeo khuyên tai đánh với team cởi trần. Ok. Team cởi trần đánh với team khuyên tai. Thì hơi bị nhiều cởi trần đấy. Thằng này là Nuze luôn này. Ok. Team đeo khuyên tai chắc chắn là Vegito này. Đấy, khuyên tai đâu? Đây Black cũng khuyên tai này. Đây cũng là khuyên tai này. Ok. Chúng ta sẽ chọn team cởi trần, đó chính là đầu tiên là thằng Broly. Piccolo không cởi trần rồi. À đây. Có áo. Đây là kiểu có áo choàng. Ok, cho luôn vào. Fit này. Không? Cái này có được tính không ta? Này là không bằng áo nữa rồi. Chuồng luôn rồi. Ok, cho vào luôn. Chúng ta sẽ đánh ở Planet Namek. Nào, let's go. Go man. Bên đối thủ chúng ta có Broly, Hit và Cell. Mình là Vegito, Zamas và Goku Black. Yasha! Gạo không, gây như thế. Không tài chưa, rõ ràng luôn. Broly. Kìa, trông kìa, một con bọ khác cho ta đập. Barry này. Đó, làm sao cũng ấy, ok, điêu thật. Điêu thật. Ây. Đây nhà mày. Đây nhà mày. À, ok. Phát thứ 2 thì các bạn xong kiếm rồi. Đó là mày. Chơi đảo mày. Làm sao cũng ôi, mình đánh hit chứ không phải. Ôi. Ta đang làm gì ở đây vậy? Ô, lao vào này. Có đi bay. Đi được đó kìa. Bắt trưởng anh em ơi. Lão này. Ok. Ôi, ghê vãi, ui. Bình tĩnh mày. Đi đâu? Chích nổ. Chích nổ bắt được. Kích nổ. Ném cầu. Rồi ôi, nổ tung vào hành tinh Namek này. Ôi, đoán có sai đâu. Rồi, chúng ta ra Planet Namek đi choi. Đi đậm. Ôi. Đã mang. Ôi. Bỏ anh em theo. Tạm biệt. Ôi, quái chưa? Mày vừa tao à, con lợn này. Rồi ôi, hít à. Hít đất luôn. Ui trời ơi, quái trưởng luôn anh em ơi. Tuyệt vời. Nào, nó sẽ bố. Ê, ê, ê. Cháu nhở. Đang đỡ nè. Thế mà trượt, thế mà trượt kìa. Ôi. 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 Nào. Mình vẫn đang đỡ, yên tâm. Rồi.
Trời ơi, đang định bắn Kamehameha thằng mặt trước. Trời ơi, không phải tin được. Barrier nào ví dụ. Lão. Ôi. Barrier. Nào chúng ta sẽ đến với team cởi trần tiếp theo nha. Team cởi trần tiếp theo sẽ là ai đây? Like. Rồi cởi trần tiếp theo sẽ là Pize Kibu. Này là quái cởi trần này. Team cởi trần. Ờ, cho luôn Beerus đi. Rồi, chúng ta sẽ đến với Land of the Kai. Quân nào anh em? Thường Gamas, Piero và Black Goku thành với Frieza, Kid Buu và Beerus. Hy vọng chúng ta sẽ thắng. Toàn kẻ ác luôn. Beerus lúc đầu cũng là kẻ ác mà. Hợp thể nào. Đây là trạng thái của ta. Bây giờ hãy gọi ta là Kakashi. Ok, gọi ta là Kakashi. Sublimely. Cái xe này nghe này. Ok. Rồi. Chưa biết được combo của thằng Gamasu này. Nó có kiểu yếu yếu gì anh em ạ? Nó có mấy trường kiểu ấy là đẹp thôi. Nó có mấy trường kiểu đẹp ấy đó, quân trưởng này chẳng hạn này, hoặc là trưởng phóng các mũi tên đâm xuyên vào. Mình phản ứng biến đổi phát kìa anh em. Có lợn này, vũ cu đấy. Rồi rồi. Chơi đảo mày. Chơi đảo mày. Wow, ổ luôn thôi. Vâng, một cuộc cầu của Zamas và bị Black Buku ném thẳng vào mồm Kid Buu. Đổ luôn rồi. Đây à. Đây là khỏe vậy. Hai quả cầu cũng phải chuẩn. Ôi, thôi nhé. Thế sư mày. Nổ đi cô. Thôi nào. Đây à. Beerus à? Ok man. Ok, Beerus luôn. Beerus luôn. Lỡ đầu nè. Ây 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 ây. Ôi. À. Đau vãi. Nhảy này Beerus này. Trọng kiếm đầu Beerus là sao kìa. Chết Vito rồi. Trời ơi. Thế ra mình lại bất hạnh. À kiểu mình để kiểu Vito chết như vậy. Come here. Vãi trưởng chưa. Đâu phù ăn nguyên quả cầu của nó một luôn. Thế là mình thua. Còn Zamas nữa. Cố lên Zamas. Anh tin em. Ôi trời ơi cứu. Úi dồi ôi, hấp diệp này, chết sư mày. Trời ơi, Zamasu. Đi mạnh rồi. Úi dồi ôi,
Rồi rồi. Ôi trời ơi. Rồi, tập sách quyền năng. Cái định bay. No. Còn một máu kìa. Ok fine, mình sẽ đánh lại thôi. Ê, nó khỏe vậy. Bây giờ con jump này mình thích này. Hơi yếu. Ô, như thế là. Ô, chỉ biết thế. Em thấy chưa? Mình đánh khu vào Kize kìa. Đây là cái bù chết đầu tiên nhá. Mặt kìa. Đâu rồi? Mày vừa bắt đàn ai? Ai đây? Ô. Con lợn này, con treo này mình bị điên à? Khỏe vậy. À, mày giỏi lắm. Con gì? Ôi trời ơi. Tận dụng gội ngay chứ, ôi chết rồi. Hôm nay mình bị làm sao ấy nhở? Đánh cái team này, mình bị làm sao vậy? Ờ. Hư cấu kìa. Anh em thấy hư cấu không? Quả ấy mà dập xịt kìa. Con bựa à, ô ô, điêu à. Tui là mày. Mẹ rồi, hay quá. Đây nè, cho mấy ăn thưởng này. Chết rồi. Ui trời ơi, nửa cây ạ. Rồi. Chém có cái định mạnh trước kìa. Rồi ôi, chém đứt đầu cái xe luôn. Sao điêu, trượt này anh em nhảy điêu nhỉ. Lẽ nó phải thò cái đuôi nó xuống chứ. Láo này bùi. Ito ra tiếp triệu. Báo này. Rồi nó lăng, thật sự nó lăng vào. Úi rồi ôi, ui trời ơi, lại tuyệt vời thế này. Ok, thì đồng hồ mình làm tiếp từ clip tiếp theo thì các em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye.